Hello này em nhé. Đây là toàn cảnh khu vực mà chuyển ra một dự án của nhà nước nha anh em. Họ đang xây hàng rào và bơm cát. Nghe nói cái khu này là khu chính xác gì đấy. Mặt các bạn là vòng xoay 61 cái xe. Trước đây là có mấy ngôi nhà nha, một đám lá, nhưng mà giờ người ta đã dọn sạch hết rồi. Khu này hứa hẹn sau này rất phát triển nha anh em. Nếu anh em muốn xem tình hình đó thì anh em nhớ ủng hộ kênh mình nha, để mình có động lực những cái clip mới để cập nhật được cái dự án này cho anh em coi nha.